Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì may quá lại có cơ hội review ARK Top ở bên server Việt Nam. Lần này sẽ là ARK, mình nhớ nhầm là ARK Top 3 lên server thì phải. Đúng luôn. Đấy, Top 3 lên server của máy chủ Việt Nam. Đấy, ARK này là server 106. Đấy, server 106 được chiến vừa lên 800 triệu được chiến luôn. Đấy, mình sẽ review qua lát cho mọi người nhá. Thật ra về đội hình thì mình nghĩ là giai đoạn này thì có lẽ là Thục là đội hình mạnh nhất thì điểm hiện tại bây giờ rồi. Bởi vì cái dàn support của nó cũng ngon mà tướng đam của nó cũng mạnh nữa. Đó, chủ lực là con Triệu Vân chắc chắn rồi. ARK này thì chúng ta thấy là có hai trang bị đã lên ám rồi. Hai trang bị lên ám. Còn hai trang bị nữa chắc đang nâng. Long đảm thương ám này, sử dụng ám tiễn thương nhân. Một trong những vật phẩm chuẩn gu của các đội hình top ở bên server Việt Nam. Nhưng mà ở bên nếu như các bạn chơi ở một server khác hoặc là anh em không có điều kiện thì có thể sử dụng một túi gấm khác, hoặc túi mình nghĩ là túi gấm kháng sẽ là túi gấm hợp lý nhất. Kiểu kháng tăng khóa kỹ chẳng hạn. Đấy, kiểu kiểu vậy, túi đấy chẳng hạn. Cái vô đương phi quân này thì đa phần con ác này nếu như nói một cách nhận xét chung, nhận xét một cách thẳng thẳng thắn một chút thì là đa phần là các cái bộ trang bị này bạn ấy mang cho nó đều là dồn vào sát thương rất nhiều. Ám tiễn này, vô đường này, mạnh đức tân thư cũng thế, tăng rất là nhiều cái sát thương gây ra. Xem hồn kỹ nào. Ôi, ác là dùng hồn kỹ kim luôn. Hồn kỹ kim này thì cũng là HP gây cho địch HP thấp nhất, sát thương vào 150% tấn công và 20% dị thương một hiệp. Sát thương này có tăng 3 40% bạo kích. Đấy, một hồn kỹ rất là, đây là hồn kỹ kim nên là nó khá là VIP. Nó khá là VIP. Nói chung là hồn kỹ này thì cũng tăng sát thương, có cả khống chế nhưng mà cái vấn đề là hồn kỹ này không phải là ai cũng có thể sở hữu được, đúng không nào? Thì nếu như đối với Triệu Vân thì anh em không dùng được hồn kỹ kim như thế này thì mình thiết nghĩ anh em nên dùng hồn kỹ bút nộ. Có một cái hồn kỹ bút nộ mình không cái hồn kỹ thì nó phải sở hữu thì nó mới cho mình xem kỹ năng đúng không? Hình như ác con này không có. Có một cái hồn kỹ mà sau khi nộ thì nó sẽ hồi phục 10 điểm nộ khí ấy. Cái hồn kỹ kiểu cỡ cỡ vậy. Anh em có thể xem, anh em nào thuộc team không nạp hoặc là nạp ít thì có thể xem cái hồn kỹ đó nhá. Cái hồn kỹ này thì cũng là hồn kỹ VIP rồi nên mình không nói nhiều nữa. Đó, dùng mạnh đức cũng là đồ kim luôn à, căng nhỉ. Cái này thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng một 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 cái bình thư khác. Mình xem nào, bình thư nói chung là dùng hồn kỹ bút hồi nộ là ok rồi, còn bình thư thì chúng ta có lẽ là vẫn đập dạng bình thư kiểu sát thương vào cho nó, bình thư sát thương cho nó là được. Giảm sát thương phải chịu. Cái này cũng không cần thiết. Rồi, ví dụ như là cái võ kinh này cũng ổn này. Trang bị võ kinh cũng ok này. Đó, cho Triệu Vân. Nói chung là Triệu Vân thì lên đồ sát thương là chuẩn gu rồi, không nói làm gì cả. Đấy là hợp lý. Đó là hợp lý. Còn về con Minh Dực thì em nào sở hữu được thì dùng. Còn sao thấp thì cũng không nên dùng. Còn không thì cứ rồng, hai con rồng mà khoan thôi, rồng nào cũng được. Và tốt nhất là nên dùng con rồng vàng cho nó ok hơn. Đó là sơ qua một chút đấy. Bạn này bạn trang bị như thế này rồi. Còn mình thì mình cũng có đưa ra một số cái gợi ý cho anh em đi theo những cái team riêng, những cái team mà không có điều kiện bảng. Chiến hồn thì đơn giản rồi đúng không nào? Chiến hồn thì đơn giản rồi. Ngoài cái hùng bá ra thì các bạn nếu như không sở hữu được hùng bá thì có thể trang bị nốt cái chiến hồn kim còn lại, chiến 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 hồn đặc biệt còn lại. Đấy, không có nhiều lựa chọn lắm đâu ở phần chiến hồn này. Ra các lượng nào, ra các lượng không dùng siêu hồn luôn nào. À đây, đây. Hùng bá này đó, với lại là cái này cổ nhược kim thang. Tuy này tên gọi nó đau đầu quá. Nào, một túi gấm ám tiễn chắc chắn rồi. Gấm ám tiễn cho ra các lượng. Bỏ ra các lượng này, Nam Nhi dùng kiếm vui say, thế gian ra loạn lạc. Thập các lượng nhị này quỷ ớt tiền kìa, thế, quỷ bị lag tiền à? cá khổng minh này, Mà mình thập bấm vào nhị không, mình quỷ không thấy có tiền cái thế, hồn kỹ này chứ. sử thuộc hán. Rồi, ra các lượng này trang bị hồn kỹ là gây thêm
sát thương cho cái địch hàng thẳng, gây nên sát thương cho cái địch hàng thẳng bằng 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 tấn công, bằng số tấn công. Hổ báo phi quân là binh phù bạn sử dụng sát các lượng, thêm sát thương phép phá giáp. À, nghe có vẻ hay. Binh chế đánh thường và nội công như tăng hậu thuẫn, tăng khả năng chống chịu ra các lượng. Đúng rồi, mình sâu rồi đúng không? Đấy, à, cần phải xem về trang bị, bạn phải đập cộng các kiểu như chứ nhỉ? Cái này chắc là đập cộng tướng thì bên ngoài anh em cũng có thể xem được. Hai cái kháng khóa kỹ năng, kháng khóa kỹ này là 25 với 37 là độ khoảng 50 50 40% 40% 40% tròn phết, 40% khoa kỹ, thêm túi gấm vào nữa thì mình nghĩ nó sẽ cộng dồn lên đấy. Túi gấm vào nếu như anh em mà kiểu không có điều kiện để dùng túi gấm VIP ấy, dùng túi gấm kháng khóa kỹ, hình như cái đấy là có cả kháng khóa kỹ kháng mù hay sao, nhưng mà như Triệu Vân thì không lo là mù lắm. Đó, kháng khóa kỹ kháng mù thì anh em có thể dùng được kháng khóa kỹ đó là ok rồi. Trang bị thì chắc là bạn sẽ tẩy luyện và chuẩn rồi, luyện chuẩn rồi. Đó, trang bị công 20% luôn. Mũ nào, pháp phòng của 27 kìa, nhưng mà 18 sao, 18 sao kiểu cái này nó cao hơn chỉ số công 18 sao tiếp. Em bị HP đấy, tẩy ra mấy cái này thì nó dễ tẩy thôi, cái này nó theo một cái chuẩn rồi, cứ phần trăm là phang thôi. Pháp phòng 30% rất cao luôn. Nào cùng xem Nhà ra ta các của lượng bên xem này tẩy cái nguyện dốc gì. lòng dốc sức phụng sự thuộc hãng. Ra các lượng kháng tê liệt. Wow, kháng tê liệt, tê liệt thì quay đi còn lại chắc chỉ có tim thục không thì thần thú, nhưng mà nhớ, tôi nhớ là thần thú tê liệt thì chúng ta phải đánh vào hàng sau thì phải, phải đánh vào hàng sau. Nó ra các lượng này thì chắc là không ai xếp hàng hàng, hàng sau cả, ta phần dẫn đi nó lên hàng đầu đúng không, chỉ có Triệu Vân bây giờ chăm để hàng sau thôi. Kháng tê liệt trang bị chắc là tẩy chuẩn rồi, chắc mình không cần phải xem nữa, tẩy chuẩn rồi. Nào xem Khương Duy đi, Khương Duy dùng ám tiễn, bạch mã nghĩa tùng, bạch mã nghĩa tùng và võ kinh. Cái này thì ok hiểu, không dùng cho Triệu Vân thì dùng cho Khương Duy thì đúng rồi. Cái này cũng tiếp tục gây thêm sát thương hàng thẳng đó. Dùng rồng, dùng rồng chiến hồn hùng bá cũng 6 luôn, ghê nhỉ. Cái này có quả hùng bá đúc kinh quá. À, xem tẩy luyện của Khương Duy Kẻ bạn tẩy làm luyện cái thần gì. là thiên mệnh Kháng sao? khoán nộ Ta sẽ của cho kháng ngươi khoán đi nộ, thôi. kháng khoán nộ cam luôn, 42,5% đến trên 20% nữa, 62,5% rất cao, rất là cao. À đúng rồi, nhân tiện là nói về cái chuyện là khoán cái kháng này, bởi vì mình cũng đôi khi ấy, mình thấy anh em cãi nhau về cái vấn đề này, có nhiều câu hỏi nó rất là nó kiểu hơi ngây ngô một chút. Có lẽ là anh em người anh em đó chơi game cũng có thể là chưa lâu, hay là đang gọi là chưa hiểu rõ về vấn đề kháng này lắm. Ví dụ như là có ông hỏi, ví dụ như là có con tướng này nó có tí, mình ví dụ nhá, ví dụ như là Lữ Bố chẳng hạn, mình không nhớ chỉ số lắm, nhưng mà ví dụ như Lữ Bố có tỷ lệ choáng là 50% đi chẳng hạn. Xong rồi ông ấy bảo là tôi có kháng trên người 50% kháng choáng rồi mà vẫn dính. Rất là buồn cười. Cái vấn đề nó mình nghĩ cái này nhiều anh em biết rồi, nhưng mà mình sẽ nói cho một số anh em chưa hiểu. Đó là cái tỷ lệ choáng 50% ấy, đó là cái tỷ lệ choáng của con Lữ Bố. Có nghĩa là trong một tương đánh nó sẽ có tỷ lệ choáng 50%, nghĩa là xác suất là 50 ra và 50 nó sẽ toạch. Đấy. Thì nếu như nó toạch thì chúng ta sẽ không nói làm gì nữa, nhưng mà nếu như nó ra, nếu như nó ra nghĩa là tỷ lệ 50% nó ra thì coi như là khi nó gây ra cái khống chế lên người bạn thì sẽ là 100% tỷ lệ khống chế rồi, bởi vì chúng ta tính theo cái trường hợp là nó sẽ ra. Đấy, chắc chắn sẽ ra đúng không? Thì nó sẽ là 100% dính rồi. Nên là cái tỷ lệ kháng trên người bạn ấy nó sẽ là tính từ mốc 100%. Nên là nếu như bạn mới kháng 50% ở trên người ấy, thì vẫn còn 50% nữa vẫn dính hiệu ứng khống chế. Đấy. Nói chung ấy, đó là cái tỷ lệ phần trăm gây hiệu ứng khống chế trên người con tướng gây và cái con tướng phải nhận là hai cái tỷ số hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì đến nhau cả. Lúc nào bạn kháng trên người cũng là phải là 100% thì mới có tỷ lệ là không bao giờ dính. Đấy, đại loại là như thế. Đó. Mã siêu nào, mã siêu ám Vào kim. Mã giáo của siêu ta ám kim xin mình nhận không đánh cho giá ta cao một lắm, tướng. nhưng mà mình thích bằng thống ám hơn, nhưng mà coi như là con mã siêu này coi như là
nó gây choáng đi, bởi vì dù gì đến nữa thì choáng là hiệu ứng không chế cứng mà thuộc loại là khó chịu, chứ không như là kiểu con Quang Vũ thì nó bị bắt bài và nhiều tim quá. Hồn kỹ nào? Hồn kỹ cũng như kiểu là Khương Duy thôi. Đấy, dùng ám tiễn. Đấy, Ngân Linh Phi Kỵ. Ngân Linh Phi Kỵ 100% giảm ấy luôn, 100% giảm nộ luôn. Kinh thật. Đường Lý Vân Đối khi bị tấn công, nếu phần trăm HP bản thân thấp hơn thì sẽ giảm sát thương. Mã siêu giảm sát thương, cái này mình nghĩ lắp cho bảng thống hay hơn chứ nhỉ. À, chiến hồn. Đó. Rồi. Ok, xem tẩy luyện tướng nào. Ủa sao có mã siêu trang bị bát xà mâu luôn kìa. Mỗi thù hạ cha không báo, Tẩy tướng nhưng nào. mà mũi nào đứng giữa Thằng tội. phong ấn. Thằng phong ấn nào. Kháng thì mình đồng ý, nhưng mà mã siêu kháng phong ấn thì mình, tức là bạn ấy tẩy ra được thôi, chứ mình nghĩ là nếu như có lựa chọn khác thì cũng không nên dùng kháng phong ấn lắm. Liêu mạng Bằng cho bổn thống tông, đi, bằng thống là mà con ta tướng được đứng đắp đây gần làm như ít công. đồ nhất trong team này, đúng không? Dưới mỗi Mỗi mã thù hạ siêu, cha không báo, à, còn mà thống liêu đồ mạng lực cho chứng bổn cao hơn tông hẳn luôn này. là hai vấn Hồn đề khác kỹ, nhau. ấy dùng gây sát thương, thêm sát thương cho hàng trước, sát thương cho hàng trước. Thật ra là bằng thống thì cũng không có nhiều sát thương lắm. Minh sát thu hảo, một túi cấm kim. Túi cấm này nó tăng chỉ số, à, tăng chỉ số HP cho bằng thống. Cho nó sống lâu để bút thôi, mình cũng nghĩ vậy. Bằng thống có lẽ là nên đắp đồ thủ cho nó sống càng lâu càng tốt. À, hiệu quả của bằng thống khi mà nó lên ám kim thì anh em đều biết cả rồi, rất mạnh với những con tướng như kiểu Triệu Vân, quá là hợp lý luôn. Một con Liêu mạng tướng và bốc thay thông thế được cả tướng là bút hai luôn, vấn đề khác kháng đóng nhau. băng và kháng phá nộ. Tầm này thì có lẽ là đối trọng, đối đối trọng cũng không hẳn là nằm ở team ngụy nữa cơ, không hẳn là nằm ở team ngụy. Team này bây giờ nó đang mạnh quá rồi, ít team chơi lại được quá. Tầm này có lẽ là phải đợi tử kim thôi các bạn. Đợi tử kim ra thì sẽ có sự chuyển biến về gọi là meta một chút, chứ còn bây giờ thuộc mạnh quá không đỡ được. Nào, hai thần thú bạn đã trang bị Thủ Ngưu và Họa Đấu, bên kia mình gọi nó là Thiên Khuyển, đồng hành. Đây là cái bộ đồng hành tướng của bạn ấy, 180 180 đấy, các tướng đồng hành này tự trận. Người thống Ok, trị hỏa diễm. trận chúng ta có thủ là Mạnh Hoạch, HP Trương Phi và tấn công là Quan Vũ. Ồ, bên này chưa mở ô trợ trận thứ tư, chưa mở trợ trận thứ tư. Cố trận dùng Sa Huyền trận, Sa Huyền trận đi vào 46. Đó, nó làm một trận PK không nhỉ? Bảo Hoàng Thành xem đã xếp trận chưa nhỉ? Chưa rồi. Chiến 800. 800, nghĩa là cập nhật mới rồi. 900 của ông Ngô Tinh này. 1 triệu sẽ là của ông Đế Quân. Ây à, căng nhở. Lực chiến thấp hơn PK thì nó không đã, lực chiến cao thì nghe chừng khó ăn. Rồi mình 800, bên này 957 nó lệch quá. 760 à, 760 có mông 770 đúng không? Cái phang 770 thì nghe nó hợp lý. Cái này là ông ấy là 720, để gặp cái đánh ông này ấy nhá, thì nó nghe nó có vẻ mướt hơn là đánh ông mấy ông 900 hay ông 1 triệu, nghe nó căng hơn nhiều. Nhân tiện làm tốc độ xuống. Nhân tiện thì con ác này cũng đang được show bán ác ở trên kênh, ở trên shop của ác mình. Anh em nào muốn mua ác thì có thể truy cập shopmonsu.com để xem qua về ác. Đấy, video này cũng show hết về ác cho mọi người rồi, em có thể xem qua về giá cả cũng như là thông tin liên hệ với chủ ác. Thì anh em có thể inbox để mà mua nếu như anh em nào có điều kiện nhá. Shopmonsu.com nha các người anh em. Hai team thục như nhau cả. Tầm này thì nếu như mà các team khác nhau thì có cái để bàn, chứ còn nếu như mà team mà giống nhau, team y đúc nhau xong rồi cộng thêm quả lực chiến tranh nữa thì cái kèo dưới bên kia khó ăn lắm. Đó là sự thật. Thục này là thục tốt, không phải là thục của nông dân, nên là lực của nó rất là mạnh, khó lật, rất là khó lật, lực chiến lệch là khó lật.
ví dụ có một ông nào đấy đổi sang một team khác đi chẳng hạn thì nó sẽ có cái để ngồi xem, chứ còn hay hai thuộc phang nhau thì đúng là team nào lực chiến cao hơn thì mới đớp rồi, chứ còn kể cả xếp trận hay là cái gì đó thì nó cũng không không ảnh hưởng mấy. Mình nói thật lực chiến tranh là có luôn, bởi vì là kiểu ác tốt chứ không phải là ác nông dân. Có ông build kém, có ông biết build, có kiểu mấy ông tốt này toàn là ông biết nạp và biết chơi. Đấy, đội hình của thuộc thì cứ dồn đồ là nó mạnh ấy, có cửa lật kèo lắm. Triệu Vân nó cần được tất cơ mà. À, siêu choáng Hương Duy đi. Triệu Vân tháo xích có khi cũng chết sớm. Không sử dụng để ít một chậm thế nhỉ? Hai cái xem nào. Bên kia mình gọi này là con Hạo Thiên Khuyển. Thiên Khuyển. Nộ nè. Chưa nộ à? Nhạc game có to quá, mình hạ xuống một tí nhé, sợ nhạc cái game to. Ôi dồi, cô vẫn chưa chết kìa. Ôi chấm máu, ôi chết rồi. Ôi sao hôm này thì nó quyến rũ tôi chết. Không biết Triệu Vân bên này như nào. Triệu Triệu Vân ở bên server Trung Quốc bốn chỉ cần bốn tướng rồi là tỷ lệ quyến rũ của nó lên mây lên trời luôn, tiếp đảm luôn đấy. Tôi nói mà có thể lật được kèo lắm, đặc biệt là với ác tốp. Kèo này nếu như anh em muốn lật kèo chắc tôi nghĩ chỉ xem bên server Trung Quốc thôi, nó build team đa dạng hơn đấy. Nó lật kiểu nó counter cho kiểu vị trí đứng để bắt tướng ấy. Thì mạnh đúng mà mạnh. Đau đầu luôn đấy. Thề cũng trận lật kèo lực chiến lật nhiều lắm, lật mấy trăm triệu vẫn ăn được ấy, kiểu vậy. Bên Việt Nam thì không, kể cả là đội hình thuần ngô thuần thục này lật cũng khó lắm. Tiếp tục giờ nó bá quá nhỉ, mạnh quá, meta mạnh quá. Đợi update tử kim thì sẽ có một chút gì đó gọi là có thể thay thế bằng các nước khác thì anh em sẽ đa dạng hơn, sẽ xem PK sẽ thoải mái hơn, chứ còn vào hoàng thành toàn 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 thục này chết OMG bao quý thục. Không, kèo này là chắc chắn là đớt được rồi. Khó, bên kia thì rất khó ăn. Ta có lượng không gánh nổi. Đó, sơ qua video này. Ok, một chút gọi là review qua về con ác này cho mọi người. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua ác thì có thể liên hệ shop ác lên trên shop ác của mình. Đó, mình còn chưa sâu túi đồ của bạn xem có cái gì. À lúc ấy mình sâu rồi mà, đúng không? Lúc ấy mình cứ đi qua rồi. Ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Em thấy anh có like, share, subscribe kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.